Rồi mấy con Reaper cây cuốn nó thế nhờ. Không hiểu sao mà ăn rồi nó cứ nổ như gần nhà mình riết à. Không hiểu sao luôn. Hôm nay mình sẽ đi trên một chuyến thuyền. Mình sẽ đi khám nhà hoài cũng chán. Mình sẽ khám phá một vùng đất mới. Qua thăm. Ấy, lên thuyền. Mình sẽ đi hướng Bắc. Từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Đâu, cái này là cái con gì nha, người cơ bắp của mình các bạn. Mình sẽ quyết định mình sẽ đi hướng này nha các bạn. Mình sẽ đem theo quên đem thức ăn rồi, quay lại xíu. Không đem thức ăn chỉ có chết thôi nha các bạn. Mình lấy thêm cái này, lấy mấy cái này đi luôn. Để chắc có gì nấu ăn rồi để mình vô thăm bể cá cái. Cầu cho có mấy con gà. Rồi để thức ăn luôn, gà không ăn luôn. Ổn không mày? Mấy cái seaweed nó lớn lên rồi đó bạn có thấy không? Lớn hơn. Đây là cái khu không phải đất đỏ nữa nha các bạn. Nó sẽ là một cái khu đất gì nha. Đây, đất xanh. Ở đây là một cái khu gọi là khá là cái khu gọi là cái gì ta, gọi là xanh tươi tốt nha các bạn. Mấy mình có nên bỏ thuyền mình đi xuống không nữa ha. Đi xuống thử các bạn. Dưới con cá khá là to bạn có thể thấy. Đây. Có cù kìa. Làm sao để dụ nó nha. Cù thì được cũng được. Quan trọng là giờ mình chỉ cần kim cương thôi nha các bạn. Mình coi nếu mà có mấy cái hang thì tốt, không có thì cũng chả sao. Điên nào đi trời. Ôi. Yes. Sắp tối rồi bạn ơi. Sắp tối rồi. Để đập mấy cái bình cả không biết có gì. Giết chắc giết mấy con đĩ gà quá. Kiếm thức ăn nữa chứ. Có cà rốt nè, ngon. Nó đù. Đây là một ổ gà luôn nha các bạn. Đồ fresh food. Qua tình. Cuộc khám hiểm đủ. Dạ, mình sẽ mở ra nông trại khá là nhiều luôn nha các bạn. Bây giờ trước tiên là phải sơi mấy đĩ gà trước kia đã. Sorry. Tao chỉ muốn lấy vài cái trứng thôi. Lộn, đúng rồi. Và cái đùi gà KFC thôi. Đấy, mình sẽ lấy mấy cái đùi gà KFC. Mới có cù đen kìa. Mà mình không biết, chưa có vụ nó về được bạn. Tại chưa có cái gì bạn ơi, mình chưa có lấy theo cái gì gọi là gì nha. Thức ăn cho nó bạn. Watermelon seed đây nè. Với lại carrot, yes baby, yes. Cuộc trinh thám này khá là dữ. Raw steak. Đây là miếng thịt bò, cái bình. Không có gì hết. Trời cũng sắp tối rồi. Gì vậy? Heo đúng không? Ôi. Con heo đầu tiên. Con này phải dùng carrot. À, carrot bạn. Ý này phải carrot đúng không? Ôi gì vậy? Nó đang chạy mà tưởng nó chơi mình không hiểu được. Cái này không dùng cà rốt để dụ nó được nha các bạn. Trời ơi. Nhảy tưng vậy ba. Ui, hai con luôn rồi. Em éo chơi. Chạy tiếp coi thế nào. Ui, có sói. Tao không giỡn. Ui, no. Oh shit, motherfucker. Ui, có sói. Ở gần đây là kiểu như mình có tất luôn nha các bạn. Cho nó ăn rồi. Đi theo không? Ui, nó chơi mình. Ui. Hết thức ăn rồi. Con này để giết mấy con lợn. Để lấy đồ để cho mấy con này ăn để khi đi theo mình sao. Này là raw pot. What's up? Không ăn không? Yes. Ôi. Trời, tính ra nó thích mình luôn hả? Ôi shit, sắp chết rồi bạn. Không quên em giường. Sắp chết rồi. Lên đây con. Ui. Để dưỡng. Cái gì kia? Đú sách. Buổi tối mệt quá ta. Từ từ. chiếc chiếu cuối cùng là của cái bàn chế tạo. Rồi đây là chỗ ấn nắp buổi tối của mình nha bạn, chế tạo này. Ok, nướng lên mình ăn bạn, để mình ra mình dụ cái con kia các bạn, dụ con quỷ quái kia. Mình chỉ biết là nó quất xém chết mình thôi bạn. Mày tới mình nạp mạng luôn hả? Thôi cho tao miếng thịt, cho tao miếng thịt. Ôi buổi tối khá là sợ, mình nhìn chả thấy gì luôn nha bạn. Bạn nhìn chả thấy đâu. Ok, đập cục thịt này thành bistec. Sẽ lấy cái này đi. Ok rồi. Ok, lấy ra. Mình sẽ đi mình kiếm con chó đó nha bạn. Ôi, nó muốn quất mình nha. Ôi rồi, ăn liền này nha. Đấy, rồi, yêu thương nhau rồi. Rồi sao? Ui, không được thuần phục nó. Con này mình nha bạn, nó không muốn ăn nữa, làm sao nó bắt nó. Fuck you. Ui, phải giết mấy này nha bạn, mình không muốn giết đâu, mày làm sao nha, nó cứ đi theo mình nha, nó cắn mình là sao nha. Ok, lấy da không được bạn, qua mình giết mấy con gà phát. Rồi nha, mình thấy một hiện tượng lạ kìa các bạn, nhìn đi. Hãy nó đứng thành một đàn luôn. Còn có mấy cái hang. Qua giết 4 gà này các bạn. Lấy đồ ăn. Khỏe không mấy em? Murder, mơ chạy đi. Chạy, chạy, chạy. Ngon. Khá là nhiều gà. A lot of chicken. Mấy này nó biết để chạy nè các bạn. Chết. Không quá nhiều gà ấy nha. Không biết chừng nào mình đã tìm được kim cương đấy nha. Vùng đất hứa. Quá dữ. Chạy tiếp thôi bạn ơi. 12 cái đùi gà. Giết không thôi là cũng phê tay rồi. Chúng mình sẽ đi mai đá. Sắp sáng rồi bạn ơi. Nhìn cũng được hơn hồi trước. Đây nó sẽ có một cái hang động bên đây. Để mình mới thấy. Không biết có gì. Thường thường mấy hang động này chả có gì ngoài hang bạn. Thấy hang không? Là lấy một ít than để làm đuốc các bạn. Trời, đây thêm một vùng đất mới nữa nè các bạn. Sa mạc. Thêm mấy anh gà của chúng ta nữa. Không hiểu luôn. Gà đâu dữ vậy ta? Ủa cái gì nữa các bạn? Như cây thánh giá thế nhỉ? Có heo. Ôi, mấy con cù nữa kìa. Sao giống mình để đi lại chỗ xanh đó, mình đang đi về đó nha các bạn. Mình khám phá chứ ở nhà hoài về nhà chi. Mình kiếm kim cương sâu nha các bạn. Hôm nay là mình tính kiếm kim cương nhưng mà nghĩ ra một cái rồi xong đi xung quanh nhà đi. Rồi đi tìm kim cương. Đục. Khối gì nha. Khối gì trên kia ta. Tính ra đi được mấy cái này cũng được vài cái. Ok. Chả bí đúng rồi, để bí ngon. Mình đi giờ mình kìm khá là nhiều giống luôn nha, giống cây rồi lum hết. Có mấy con cá khá là ngon. Xuống vớt vài con. Lô lô chết luôn. Ui, có cá ngừ hả? Cái con cá mập này không biết được gì không ta. Rồi, không được gì hết ngoài vây cá mập. Như đây là thật sự là một cái đảo luôn nha các bạn. Mấy con cá lồng đèn thì mình chưa có mấy con cá lồng đèn các bạn. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Còn đỉn này. Bạn, cái map đến dây thôi sao á. Nên coi là một lần nữa. Mình sẽ đi quanh đây coi ra sao bạn ơi. Như cái map thì có sói nè, sói mà mình giết mẹ hai con, còn một con của nó thôi. Mà đờ mà sói thì mình chả biết bắt sao luôn á. Cái hố ghê à. Ôi có sắt nè, ngon vậy. Ngon vậy. Ngon vậy. À, đặt xuống mình là ấy có beef steak. Beef steak, beef steak, beef steak. Beef steak. 95 luôn á. Ok, bê đồ. Có sắt là ngon, có sắt mình đang cực kỳ thiếu sắt. Sắt. Có gì thôi à. Gà mà nó không điêu đây nữa. Bó ta. Sắt mình cực kỳ thiếu. Ôi ơi. Không có gì đặc biệt. Bên đây có cái gì đây? Hay có gì? Không, nhìn là biết không có gì rồi. Thấy gì hết. Ok. Tìm được rồi mà không biết cách thuần phục. Khốn nạn. Ê, một ngày. Úi. Ok. Được hai cái cũng chạy được mớ. Đâu ra rảnh mà. Ôi. Ngay đi trước khi mọi điều dừng tồi tệ hơn. Rồi. Có vẻ ơi, cái rừng này rừng mới nha các bạn. Còn chỉ còn một con khủng long duy nhất. Mình sẽ đi đường này, vượt qua những con khủng long khốn nạn siết cắn mình nằm tại chỗ. Ừ, dân làng mình thắc mắc dân làng trong đây nó sẽ ra sao nhỉ? Dân làng sẽ ra sao? Nó không có những người như mình. Ôi, có dưa hấu, địch xanh. Ghê hả? Đu. Ăn vô phát nữa bay cho nó giữ. Đu. Bay các bạn thấy thế nào? Mình đang đi là chỗ cũ hả ta? Phương tứ phía để đi khám phá nha các bạn. Rồi rớt xuống chứ, rớt xuống. Địt con. Cây thế nhờ. Càng ăn càng rớt nha. Ok. Lô mấy em kìa. Về nhà. Just slow down. Slow down. Come on. Trên đường về nhà đó bạn. Ấy. I won't hurt you bro. Go with me. Go. You wanna go? Go. Oh. Come on. Come to my hand. Come on. Come on. Wanna go home? Come on. Rồi ơi, không đi rồi bạn ơi, thôi kệ. Nói chung là mình sẽ về nhà nha bạn. Nói chung là mình sẽ có một bầy sói. Ý, mới đi gặp nữa. Ui trời ơi. Đừng chơi tao. May quá. Rồi sẽ đi nấu nướng một chút xíu nha bạn. Nấu nướng. Đây. Và mình sẽ nói mình chế tạo gì mình quên rồi ta. Chế tạo cái bàn chế tạo plank là cái đó chế tạo từ đâu nha. Chắc mình cần mía trước rồi đó. Lấy mía. Rồi. Sao nữa? Đấy. Nó sẽ có một cái bàn là Blue ring worker. Blue ring select material and name. Blue ring